Vở diễn Lão Hòa Tiện nằm trong chuỗi những vở kịch còn mãi với thời gian do Nhà hát kịch Việt Nam tổ chức biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội tối ngày 13 tháng 8 đã mang đến cho khán giả thủ đô nhiều tiếng cười sảng khoái cùng ý nghĩa triết lý sâu sắc, giàu tính hiện thực về mặt trái của một bộ phận tầng lớp trong xã hội. Lão Hòa Tiện là một trong những tác phẩm bất hủ của nhà văn đại tài Molière, được nghệ sĩ nhân dân Tuấn Hải đạo diễn, dàn dựng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Nhà hát kịch Việt Nam như Mai Nguyên, Lâm Tùng, Phương Nga, Lâm Cường. Không bê nguyên kịch bản gốc lên sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Tuấn Hải đã khéo léo xử lý nhuần nhuyễn để vở kịch có hình dáng Việt, gần gũi với khán giả Việt Nam, chứ không chỉ đơn thuần là một vở kịch Pháp. Chúng tôi muốn truyền tải cái tiếng cười nó trong sạch, nó lành mạnh và cực kỳ là khái quát đến khán giả. Cái này cũng là do cái sự ưu ái của nhà hát, của Cục Nghệ thuật biểu diễn và của Bộ Văn hóa, chúng tôi được phép để khai thác và dàn dựng cái vở này, thì đấy là niềm vinh hạnh của Việt Nam nói chung và của Nhà hát kịch Việt Nam nói riêng. Cái hài kịch nó là để chiến đấu với những cái còn chưa tốt, chưa đẹp, chưa lệch chuẩn ở xã hội. Vậy thì chúng tôi dùng vũ khí là tiếng cười để chiến đấu với nó và hy vọng sẽ chia tay với nó trong tiếng cười thật vui vẻ để xã hội này nó sẽ hài hòa, nó văn minh, nó đúng chuẩn hơn. Vậy thì cái vũ khí của nghệ sĩ thì ai cũng hiểu ra cái công việc của mình làm, dùng tiếng cười để truyền tải, để xóa tan tất cả những cái mà ta còn xã hội nó còn chưa được tốt đẹp. Vốn là một diễn viên được công chúng biết đến với nhiều vai diễn trong các vở kịch và các bộ phim truyền hình. Song, vai diễn hài vẫn là một trải nghiệm mới mẻ, đầy thách thức đối với nghệ sĩ Mai Nguyên, người đảm nhiệm nhân vật chính Apagong trong Lão Hòa Tiện. Có thể nói là vai Apagong là một vai rất khó, bởi vì không ai có thể nói là diễn hài kịch là dễ cả. Có thể khóc rất dễ, rồi làm tất cả mọi thứ rất dễ, nhưng để cười, cười trên sân khấu lại càng khó. Đấy, và được đạo diễn tin tưởng giao cho vai này thì trước tiên là tôi rất là vui, và sau đó thì cũng nó cũng là một áp lực để mà tìm tòi, để mà sáng tạo để có được một vai diễn như ngày hôm nay. Không chỉ gây cười cho khán giả bằng những lời thoại châm biếm, khía cạnh hài hước còn được đạo diễn Tuấn Hải xử lý tài tình thông qua các động tác, nét biểu cảm trên gương mặt của từng nhân vật. Một điều đặc biệt tạo nên sức hút của vở diễn phải kể đến sự xuất hiện của những vũ điệu cổ điển kết hợp cùng các màn nhảy hiện đại và cả kỹ thuật đu dây thường chỉ thấy trong các tiết mục xiếc. Cái vai này của Nga thì là một bà mối, mối lái cho cái ông Lão Hòa Tiện này. Cái Lão Hòa Tiện này với một cái cô gái rất là trẻ, đáng tuổi con của ông ấy thôi. Đầu tiên tưởng rằng cô chỉ vì tiền, làm tất cả mọi việc vì tiền. Nhưng mà cuối cùng cô lại quay ra cô giúp cái tình yêu cho đôi trẻ, đấy là cái người con gái mà giới thiệu cho Lão Hòa Tiện lại đến với chị cậu con trai của Lão Hòa Tiện đấy, và kết thúc là có hai cặp đôi trẻ yêu nhau, lấy nhau rất là đẹp và hạnh phúc. Mặc dù là tác phẩm quen thuộc trên thế giới, nhưng với sự tài tình của đạo diễn và khả năng diễn xuất của tập thể nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam, có thể nói vở kịch Lão Hòa Tiện đã mang đến một luồng gió mới, một sự hưng phấn cùng tiếng cười sảng khoái, những giây phút thư giãn nhưng nhiều ý nghĩa cho khán giả thủ đô. Tôi đọc Lão Hòa Tiện thì hôm nay mới được chứng kiến cái vở này diễn ở Nhà hát lớn, thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ là một cái vở kịch cổ điển, nhưng mà cái phong cách diễn của các anh rất là say sưa, rất là nhiệt tình, rất là truyền cảm. Nhất là vai Lão Hòa Tiện, Apagong.